và mình đã quay trở lại với một video nữa ngày hôm nay đây. Và video này của ngày hôm nay của chúng ta ấy, thì với chủ đề thì chính là phước lành mà vũ trụ mang tới cho các bạn là gì. Để xem là cái phước lành này sắp tới nó là cái phước lành gì, nó là cái gì nha mọi người ơi. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, để xem là phước lành nào, phước lành mà vũ trụ đang mang đến cho bạn là gì nha, đang mang tới cho bạn là gì. Các bạn hãy lựa chọn giúp mình một tụ bài và nhớ rằng đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và những bạn nào mà mới biết đến kênh của mình, các bạn chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh nhá, để cho mình có thêm cái động lực để tiếp tục ra thật là nhiều những cái video ý nghĩa. Ok, 1, 2, 3. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Đến với tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là gợi mở nhất. Phước lành mà vũ trụ đang mang tới cho các bạn là gì? Thì đầu tiên mình sẽ nói về vị trí hiện tại của bạn trước. Mình thấy rằng là vị trí hiện tại của các bạn ý, có thể là các bạn đang trong một cái khoảng mù mờ nào đó. Có thể là hiện tại bạn không rõ về những gì nó đang tới với mình. Nói chung là mình cảm thấy rằng là bạn cũng có những cái băn khoăn, những cái lo lắng nhất định, là không biết là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra tiếp theo, rồi mọi thứ nó sẽ như thế nào. Rồi các bạn cũng có thể là đang cảm thấy khá là bối rối với những cái đường hướng, đối với những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chính các bạn ở đây. Thì mình thấy rằng là có những bạn ấy, là các bạn vừa mới đây đã trải qua những cái sự kiện nào đó mà nó có thể là khá là, có vẻ là nó khá là lộn xộn trong cuộc sống của các bạn. Và có thể đã có những thứ khiến bạn buồn bã, khó chịu nó đã xảy ra. Thì hãy hiểu rằng những thứ mà nó đã trải qua trong cuộc sống của các bạn vừa mới đây á, các bạn hoặc là các bạn đang trải nghiệm luôn thời điểm hiện tại á, thì mình thấy rằng là nó là một cái hidden gift, tức là một cái món quà được ẩn giấu đằng sau những cái điều nó chưa tốt. Tức là hãy hiểu rằng là đôi khi có những thứ nó chưa tốt nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng tất cả những thứ đấy đều có lý do, và nó để phục vụ cho một cái đại cục, cho một cái hành trình lớn, cho một cái kế hoạch lớn hơn mà vũ trụ đang chuẩn bị cho các bạn. Tức là có thể ngay hiện tại chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được điều đó, nhưng rồi các bạn, chưa thể ngay hôm nay, chưa thể ngay ngày mai, thì có thể là, nhưng rồi các bạn về sau ạ, các bạn nhìn lại cái khoảng thời gian này, các bạn sẽ hiểu lý do vì sao mọi thứ diễn ra như vậy. Bởi vì nó phải có những sự kiện diễn ra ở cái thời điểm này, nó phải diễn ra như vậy thì nó mới đưa đẩy bạn đến những cái đích tiếp theo, đến với những hành trình tiếp theo và đến với những cái sự đưa đẩy tiếp theo. Ví dụ như là nếu như mà bạn, mình lấy ví dụ trong một trường hợp thôi, ví dụ như bạn, nếu như mà bạn không chia tay một cái người cũ nào đó không phù hợp với mình ấy, thì làm sao mà bạn có thể gặp được một cái người phù hợp hơn với bạn trong tương lai được, đúng không? Khi mà bạn đã yêu và đã lấy cái người mà bạn người yêu cũ của bạn chẳng hạn, thì làm sao mà bạn có thể gặp được một cái người mà đặc biệt hơn, tuyệt vời hơn hoặc phù hợp với bạn hơn trong tương lai được. Cho nên hãy hiểu rằng là nhờ và có những cái sự việc a hidden gift đó, món quà bị ẩn giấu đó, món quà bị ẩn giấu, các bạn hãy hiểu là nó là một món quà, nhưng bởi vì nó bị giấu đi nên chúng ta không nhìn thấy nó là món quà, mà chúng ta đánh giá nó là một cái gì đấy nó không vui, không ổn, không tốt. Thì mình thấy cái vị trí hiện tại của các bạn ấy là các bạn giống như là the moon này này. Mình thấy rằng là mọi thứ nó khá là mù mờ với các bạn và không rõ ràng, bạn cũng không biết đâu đúng đâu sai, rồi kiểu giống như cũng hoang mang lắm. Cảm giác chính là một cái sự hoang mang ấy mọi người. Đó, thì ở đây chúng ta có lá enjoy the journey ở đây. Lá bài nào nói về việc đấy chính là cuộc sống của bạn ấy sẽ luôn có cả những điều tích cực và tiêu cực. Cái quan trọng là hãy hiểu rằng đây là hành trình của cuộc đời các bạn, và hãy enjoy nó, hãy giống như là hãy tận hưởng nó, cũng như là hãy làm sao để mà tương thích với những cái điều đấy nó xảy ra. Giống như là ok, tốt hay xấu thì còn chưa biết, câu chuyện còn rất là dài. Có thể ngày hôm nay nó là xấu, nhưng ngày mai nó sẽ là tốt, nhờ vào cái sự kiện đấy thì nó lại là tốt. Thì các bạn có thể nghe cái câu chuyện là tái ông thất mã, hoặc là tái ông mất ngựa đó. Các bạn có thể Google search cái câu chuyện đó, hoặc là cũng có nhiều bạn đã biết đến cái câu chuyện đấy rồi. Tức là một chuyện tốt xảy ra chưa hẳn đã tốt, chuyện xấu xảy ra chưa hẳn đã xấu, luôn có lý do đằng sau những cái câu chuyện đó. Thì mình thấy rằng là hãy chọn cách để enjoy mọi thứ. Và mình thấy là thật ra sau những cái chuyện không vui đó ấy, mình thì ở đây không nhìn, cuộc thấy được quá rõ cái chuyện không vui đấy của bạn là cái gì, cái hidden gift đấy của các bạn nó là cái gì, mình không biết. Nhưng mà mình thấy rằng là sau cái câu chuyện này á, các bạn sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, và các bạn trở nên một cái phiên bản mà nó cứng rắn hơn, nó sắt đá hơn, nó mạnh hơn so với trước kia rất là nhiều. Trước kia có thể rằng là rất là dễ bị tổn thương, hoặc là để ý quá nhiều đến những cái suy nghĩ của người khác. Nhưng bây giờ thì các bạn muốn thực sự là
Được sống thật là chính bản thân của mình và sống với cái nhu cầu, với cái mong muốn thực sự đến từ bên trong, các bạn cũng mạnh mẽ hơn, các bạn cũng trở nên sắt đá hơn. Và ở đây mình thấy rằng là kể cả thời điểm hiện tại bạn chưa thể trở thành cái phiên bản sắt đá đó, mạnh mẽ đó, tốt đẹp đó, level cao hơn đó, thế nhưng mà hãy cho mình thêm thời gian. Cũng không nhất thiết là phải thúc đẩy bản thân của mình quá là nhanh, là mình phải chữa lành, mình phải nhanh lên, mình phải thế này và thế kia. Vũ trụ không có thúc giục bạn đâu. Cái điều quan trọng đấy chính là bạn chậm cũng được nhưng bạn chắc, tức là bạn đã học xong bài học, bạn sẽ không lặp lại nó lần thứ hai là được nha. Chứ còn nhanh xong rồi lại tiếp tục sụt vào cái hố cũ đó thì học đi học lại, học đi học lại thôi. Cho nên là hãy chậm mà chắc, cứ từ từ bình tĩnh. Thì mình thấy rằng là cái phước lành ấy, bây giờ mới đến đoạn phước lành này, phước lành mà vũ trụ đem đến cho các bạn ấy, thì ngoài cái hidden gift này, tức là ngoài cái món quà bị ẩn giấu này, ngoài những thứ mà có thể nhìn về ngoài nó thì là tồi tệ, nhưng mà thực chất thì đằng còn lại có một cái lý do sâu xa để giống như là tốt cho cái đại cục của bạn, tốt cho cái hành trình của bạn. Thì cái này mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải có thời gian để từ từ có thể chiêm nghiệm được. Ở đây là tham cũng nói về việc đấy, chính là có thể bây giờ bạn chưa thấy được cái ý nghĩa của nó đâu, cái lý do vì sao mọi thứ nó diễn ra như vậy đâu. Thế nhưng mà sau này bạn sẽ nhận ra được điều đó. Hãy hiểu rằng là cái cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, không chỉ một mà rất nhiều cánh cửa khác. Cái này kết thúc sẽ có những cái khởi đầu mới nó đến với cuộc sống của các bạn. Cho nên là không việc gì mà phải vội, và cứ từ từ mà enjoy thôi, cứ từ từ mà thoải mái mà chiêm nghiệm thôi. Thì đấy là cái phước lành đầu tiên. Cái phước lành số 2 của các bạn ấy, nó liên quan đến yếu tố đấy chính là nhiều, rất là nhiều khả năng trong thời điểm tiếp theo ấy, các bạn sẽ gặp được những người đồng đội của mình. Mình thấy sẽ có hai nhân vật xuất hiện. Mình chú thích luôn là các bạn đừng nghĩ rằng là mọi người đến với bạn đều sẽ yêu bạn nha. Yêu ở đây là yêu tình yêu lãng mạn ấy. Không hẳn là ai đến với bạn cũng sẽ yêu lãng mạn với bạn đâu, mà người ta đến với bạn ấy có thể là bởi vì người ta ngưỡng mộ, hoặc người ta có thể thuộc soul family của các bạn, thuộc gia đình linh hồn của các bạn, và có một cái kết nối đặc biệt nào đó với các bạn. Thì những người này có thể sẽ trở thành tri kỷ, giống như những người bạn thân này, những người bạn cùng đồng hành với bạn, cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của bạn chẳng hạn. Thì mình thấy sắp tới đây sẽ xuất hiện hai cái nhân vật, và hai cái nhân vật này cực kỳ là yêu bạn. Yêu ở đây là yêu mến nha, không phải là yêu lãng mạn đâu. Yêu lãng mạn thì mình thấy rằng là tùy thôi, không phải lúc nào cũng là yêu lãng mạn đâu. Nhưng mình có một cái cảm nhận là trước tiên á, là hai người này đến với bạn rất chân thành. Nói thẳng một câu là rất chân thành. Có thể bạn sợ là sẽ có nhiều người đến với mình nhưng mà có người này dối lòng, hay là cái người kia không tốt với mình, hay là này kia các thứ. Nhưng người này mình, hai người này đều mình cảm thấy rằng họ đến với bạn không có tính toán gì quá cả, không có gì tính toán cả. Họ thì đến với bạn, họ chơi với bạn, họ kết nối hoặc trở thành tri kỷ của bạn ấy, vì họ mến mộ bạn, thì họ quý bạn, và vì họ có thể họ cảm động với những cái gì mà bạn đã trải qua, hoặc là họ cảm thấy được đồng cảm, hoặc thậm chí nha, sau này bạn sẽ trở thành những người mà mình thấy dường như là bạn sẽ có xu hướng phát triển hơn những cái người này một chút. Bạn có thể sẽ trở thành những cái người truyền lại cái kinh nghiệm của bạn cho họ, và họ rất là ngưỡng mộ bạn và rất là quý mến bạn đó. Thì mình thấy ít nhất là sẽ có hai nhân vật ở đây. Một nhân vật đầu tiên thì mình thấy rằng là cái người này có thể là khá là tình cảm, tức là họ rất là cảm xúc, rất là tình cảm, nên là có gì họ cũng rất là dễ bộc lộ cảm xúc tình cảm ra với bạn. Họ cũng nói rất là dễ dàng về những cái cảm xúc của họ, rằng họ đang cảm thấy như thế này, cảm thấy như thế kia. Còn cái người còn lại thì mình thấy rằng là tính cách của họ có đôi chút hiếu chiến và hơi vội vàng một chút. Thì mình thấy rằng là bạn á, rất là nhiều khả năng bạn sẽ lead hai cái người này, bạn sẽ lãnh đạo hai cái người này, hoặc là truyền lại cho họ một số những cái kinh nghiệm nào đó sau một khoảng thời gian mà các bạn đã vượt qua những cái sóng gió ở đây đó. Thì bây giờ bạn chưa thấy được điều này đâu nha, chưa thấy được đâu, nhưng rồi bạn sẽ thấy mà thôi. Và hai cái nhân vật này thậm chí có thể sau này, như mình nói, sẽ trở thành cánh tay phải, cánh tay trái rất là đắc lực của các bạn, trở thành một cái người hỗ trợ bạn trong công việc này, trong cuộc sống này, trong bất kỳ một cái gì đó. Các bạn có thể hiểu nó giống như là đồ đệ mọi người, giống như là đồ đệ đó. Nhưng mà không đến mức mà kiểu giống như là bạn cao hơn họ quá nhiều đâu, mà những cái người bạn có thể cao hơn họ ở trong một số những cái vấn đề, ví dụ như là lĩnh vực về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng của bạn thôi. Còn những cái yếu tố khác thì có thể những cái người này lại hơn bạn thì sao đó. Và mình thấy rằng là thật ra những người này á, nếu như bạn là nữ thì những người này đến và sẽ giúp bạn cảm nhận được rằng là giống như là bạn sẽ cần phải nữ tính hơn một chút xíu đó. Đấy là đặc biệt nếu như bạn là nữ nha. Thì còn lại đối với cái tụ bài này thì cho dù chuyện gì xảy ra với bạn và ngay hiện tại bạn chưa nhận ra được những cái điều tốt đẹp này á, thì vũ trụ nói rằng là hãy cho vũ trụ thêm thời gian, hãy cho mọi thứ thêm thời gian, đừng cố gắng để mà kiểm soát mọi thứ, hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Cứ thoải mái đi, cứ từ từ mà chữa lành, cứ từ từ mà dấn thân mà tiến lên thôi. Bạn sẽ thấy được những cái điều tốt đẹp đã được sắp xếp sẵn.
Đó là tụ số 1 tan với số 2. Đầu tiên, đối với tụ bài số 2 thì đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với tụ bài số 2 này mà với cái câu hỏi đó là phước lành mà vũ trụ đang mang tới trong cuộc sống của các bạn như thế nào, thì đầu tiên ở đây á, hãy hiểu rằng những cái phước lành này, những cái thay đổi nó đang đến với các bạn đây này, nó nằm trong cái sự sắp xếp bàn tay số phận, tức là nó là số phận của bạn rồi. Chắc chắn trong kiếp sống này bạn sẽ xảy ra cái chuyện đó, chắc chắn bạn sẽ học bài học đó, chắc chắn điều này nó sẽ xảy ra, kiểu như vậy đấy. Tức là có những thứ thì mình không dám chắc với các bạn vì nó có thể thay đổi dựa vào quyết định của bạn, nhưng đây là một sự sắp xếp dường như là số mệnh đã đem đến cho các bạn, vì các bạn còn là destiny ở đây rồi. Bàn tay của số phận sẽ tác động rất nhiều vào trong cái thời điểm này của bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái tình trạng hiện tại hoặc là vừa mới xảy ra trong cuộc sống các bạn nhá. Mình thấy rằng là có thể bạn đã trải qua những cái điều gì đấy mà cảm thấy rất là tuyệt vọng. Có những bạn ở đây là các bạn đang không có việc, hoặc các bạn đã thất nghiệp trong một khoảng thời gian dài rồi, hoặc là hiện tại các bạn đang có rất là nhiều những cái nỗi đau, nỗi thất vọng đối với cái cuộc sống của mình, và bạn cũng rất là mù mờ với những cái đường đi nước bước của bản thân. Các bạn cũng không biết là mọi chuyện rồi nó sẽ xảy ra như thế nào tiếp theo. Đó, thì mình thấy rằng là nếu như mà bạn vừa mới trải qua điều này hoặc hiện tại các bạn đang trải qua ấy, thì thời điểm này là một thời điểm thích hợp để bạn kết nối với, kết nối lại nhá, reconnecting này, kết nối lại với bên trong bản thân của các bạn để giống như là tìm lại cái sự mong muốn thực sự của các bạn. Ví dụ như bây giờ bạn đang hết nhiệt huyết cho công việc, tức là bạn không còn nhiệt huyết nữa và bạn cảm thấy mọi thứ nó rất là đi xuống ấy. Mình cũng có một khoảng thời gian như vậy. Đầu năm nay mình có một khoảng thời gian là mình thực sự rất sợ khi mà ngồi vào bàn để mà trải bài luôn ấy. Đó, nên là mình phải trải bài ở trên giường. Nhưng mà mình không muốn ngồi vào cái bàn này một tí nào. Và mình đôi lúc ấy, mình cảm thấy cái nhiệt huyết của mình nó đang đi xuống. Đó, thì mình thấy rằng là các bạn cũng như vậy. Các bạn cũng đang ở trong một cái giai đoạn mà cảm thấy tuyệt vọng về mọi thứ và kiểu cũng không muốn cố gắng nữa ấy. Quá mệt rồi, không muốn cố gắng ấy. Thì bây giờ là lúc để các bạn kết nối với bên trong bản thân để chữa lành những cái tổn thương đó, và cho bản thân mình thêm thời gian để nghỉ ngơi này, và đồng thời cũng để giống như là tái tạo lại, rồi là khơi nguồn lại cái sự nhiệt huyết bên trong bạn, cái giống như là cái sự hào hứng, cái sự vui vẻ, những cái cảm xúc tích cực bên trong bạn, thì các bạn càng cần thêm một chút thời gian. Thì ở đây á, mình thấy rằng là ở đây cho các bạn có you will be surprised, thì hãy chuẩn bị đi. Sắp tới đây á, bạn sẽ phải ngạc nhiên với những thứ mà vũ trụ sẽ đem đến cho các bạn. Ở đây đang nói về việc đấy chính là sẽ có một cái khởi đầu mới nó đến với cuộc sống của các bạn ở đây. Một cái khởi đầu mới nó đang tới. Và cái khởi đầu này mình thấy rằng là nó, hôm nay mình lại không chọn tụ cay thế nhỉ, quên mất. Tại vì những cái tụ bài ngày hôm nay mình thấy rằng là cái thông điệp đó đều rất là hay. Thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe cái thông điệp từ cái lá bài này nhá. Lá bài này nói về việc đấy chính là đây là một cái sự khởi đầu mới và đang có những cái triển vọng mới, những cái khởi đầu mới. Nó đang đợi các bạn ở phía trước, một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi. Hãy nắm lấy nó và sống với cái ước mơ của bạn một cách say mê. Thì mình thấy rằng là cái thứ mà bạn đang tuyệt vọng này, có thể một lần nữa nó sẽ lại được tái sinh. Tức là từ đống cho tàn đó thì lại bắt đầu mọc lên những cái cây xanh mới, những cái trời non mới. Và mình thấy rằng đang có một cái new beginning, tức là bạn tuyệt vọng về cái gì thì mình thấy là lại có một cái khởi đầu về cái chuyện đó. Và đây là một cái cuộc phiêu lưu mới. Ví dụ như các bạn đang tuyệt vọng về một cái ngành nghề hoặc là một cái công việc nào đó của bản thân, và các bạn nghĩ là chắc là mình phải từ bỏ, nhưng rồi lại có một cái tia sáng, một cái ánh sáng nó được đem đến trong cuộc sống của các bạn, và nó biểu hiện cho các bạn đấy chính là có một cái khởi đầu mới đang đến ở đây. Ở đây các bạn cũng có lá bài này nữa, đấy chính là hãy sẵn sàng cho một cái khung cảnh mới ở đây. Thì nhiều khả năng á, các bạn sẽ không, một là các bạn sẽ không ở cái vị trí cũ đâu. Ví dụ như các bạn có thể sẽ chuyển nhà này, hoặc là chuyển môi trường sống này, hoặc các bạn đi nước ngoài, hoặc là các bạn đến một cái vùng miền mới, hoặc là các bạn sẽ thay đổi môi trường làm việc của mình nha. Đó, bởi vì cái lá bài này nó cho mình, tức là nó sẽ thay đổi cái khung cảnh của bạn. Không có chuyện là bạn vẫn ngồi cái vị trí đó và bạn vẫn làm cái công việc cũ, hoặc là bạn ngồi vị trí đó mà bạn làm công việc khác đâu. Không, mình thấy rằng là nó sẽ làm có một cái sự thay đổi khung cảnh đấy. Cho dù là bạn chuyển nhà hay là chuyển gì chăng nữa, đại loại là cái nơi mà bạn làm việc ấy, nó phải có một cái sự thay đổi ở đây. Thì ở đây đang nói về việc đấy chính là có những cái cơ hội mới nó đến với các bạn. Thì cái cơ hội này này, nó cơ hội mới này, cái khởi đầu mới này, nó sẽ liên quan đến những cái yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, có thể nó sẽ liên quan đến giáo dục. Có thể bạn sẽ trở thành một cái người giáo viên, hoặc là một cái người dạy một cái gì đó. Có thể là bạn có cái kỹ năng của bạn về một cái lĩnh vực nào đấy và bạn muốn mở lớp để các bạn dạy chẳng hạn. Đó, tự nhiên bạn nảy ra cái ý định đó. Thứ hai, có thể là ai đó mời bạn về một cái trung tâm nào đấy để làm việc.
liên quan đến những cái công việc liên quan đến giáo dục, liên quan đến giảng dạy. Cái số 2 nữa là mình thấy rằng là nếu như không liên quan đến giảng dạy á, nếu như bạn bản thân bạn không phải là người giảng dạy á, thì có thể bạn sẽ là cái người đi học nha. Mình thấy nhiều khả năng các bạn sẽ đi học thêm một cái gì đấy trong cái thời điểm tiếp theo, và chính nó là một cái khởi đầu mới mở ra trong cuộc sống của các bạn. Và mình thấy rằng là cho dù bạn là người đi dạy hay là được dạy, tức là các bạn là người giáo viên hay bạn là cái người học sinh, thì mình thấy rằng là bạn ấy sẽ ngày càng phát triển hơn và đứng vững hơn trên cái đôi chân của chính bạn. Tụ bài này mình có linh cảm khá nhiều phần trăm ở đây là các bạn sẽ đi dạy. Có thể có những bạn đi làm gia sư cũng vẫn được tính vào đây ha. Đó, nhưng mà nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của các bạn và nó cho bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Còn nếu như mà không có đi dạy, các bạn đi học không á, thì mình thấy rằng là sau khi mà bạn học xong á, bạn tốt nghiệp ấy, mình thấy rằng là bạn trở thành một cái nhân vật mà có rất là nhiều thứ ở trong tay. Cái thứ mà bạn có trong tay lớn nhất đấy chính là bạn hiểu mình là ai, và bạn biết cách để biến những cái điều mà nó chưa tốt đẹp ý, thành những thứ tốt đẹp trong cuộc sống của chính bạn. Thì đây chính là cái phước lành mà vũ trụ đem đến cho các bạn. Điều này có thể nó sẽ hơi bất khả thi một tí ở ngay thời điểm hiện tại. Bạn cũng kiểu không thể nào, làm sao mà có thể diễn ra như thế được, cái công việc của mình giờ nó cũng vẫn như vậy, tèng tèng như vậy, chứ làm sao mà có chuyện đấy xảy ra. Nhưng các bạn có nhớ lắm bạn này không? Tức là bạn sẽ phải ngạc nhiên. Nếu như ấy mà nó diễn ra theo cách thông thường thì bạn đâu có ngạc nhiên đâu, đúng không? Nhưng mà bạn, mọi thứ khi mà cái thứ này nó đến với bạn á, bạn sẽ rất là surprise, sẽ rất là ngạc nhiên. Vì wow, mọi thứ sao lại có thể biến chuyển như vậy được. Trên cái tụ bài này á, mình cảm thấy rằng là đây là một cái con đường mới, có thể gọi là con đường mới mà vũ trụ đang mở đường cho các bạn. Và việc mà các bạn đi trên cái con đường đó nó như thế nào á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bản thân của các bạn. Nhưng mình thấy rất là nhiều khả năng bạn sẽ trở thành bậc thầy trong một cái lĩnh vực nào đó. Bạn sẽ khá là phát triển đối với nó, và mình thấy là bạn cũng có thể sẽ gắn bó với nó đó. Rồi, và mình thấy rằng là những cái thứ này này, nó sẽ qua đi. Nó sẽ qua đi, 10 kiếm này đau đớn vật vã đó, như thế này nó sẽ qua đi, để nó nhường chỗ lại cho những cái hành trình mới của các bạn, với những cái sự thay đổi mới. Thì hãy nhớ đây là sự sắp xếp mà bàn tay số phận đã can thiệp. Đấy là tụ bài số 2. Chúng ta các bạn số 3. Đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Thì đối với tụ bài này này, thì mình thấy rằng là nó sẽ có một cái thông điệp nó xuyên suốt ở trong cái tụ bài này, là phước lành nào đang, phước lành mà vũ trụ đang mang tới cho bạn là gì. Thì mình thấy cái phước lành này nó sẽ liên quan đến việc đấy chính là bạn sẽ giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực, khỏi những thứ đang tiêu cực ở cái thời điểm hiện tại, đang không tốt ở cái thời điểm hiện tại. Đầu tiên ý, thì mình thấy ở đây các bạn có lá 8 kiếm, lá 8 kiếm này, rồi sau đó các bạn có lá surrender đây nữa, đó, impay, rồi rising above đây nữa. Thì mình thấy rằng là hiện tại có thể là các bạn đang bị vướng phải những cái suy nghĩ tiêu cực nào đó mà các bạn không có thoát ra được. Nói thẳng luôn là không thể thoát ra được. Cho dù bạn có nghe bao nhiêu trải bài chăng nữa, người ta bảo bạn thoát nhưng mà bạn cũng không thể thoát được. Đó, mà bạn không có cách nào để mà có thể cởi bỏ ngay cái lúc này về những cái suy nghĩ đó cả. Thì cái suy nghĩ này thì mình thấy là mình cũng không quá rõ cụ thể là nó liên quan đến lĩnh vực nào. Bởi vì có thể có những bạn sẽ có lĩnh vực khác nhau, ví dụ như công việc, như mối quan hệ của bạn, hoặc là bất kỳ một cái điều gì đó đang diễn ra. Nhưng mình thấy rằng là đây cũng có thể là một cái nỗi sợ hãi liên quan đến quá khứ của các bạn nữa. Tức là các bạn sợ là quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa này. Rồi các bạn đang bị giống như là đau lại những cái nỗi đau đến từ quá khứ. Vì mình nhắc lại thời điểm này cũng là thời điểm mà sao thủy nó đang nghịch hành. Cho nên những thứ gì trong quá khứ mà chưa được giải quyết triệt để nó sẽ trồi lên. Thì ở đây á, hãy hiểu rằng những thứ nó đang trồi lên này để giúp bạn hoàn toàn có thể nhìn vào nó một lần nữa. Và để có thể hoàn toàn giải phóng được những cái điều chưa tốt này. Ở đây chúng ta có là surrender, nói về việc đó chính là có những thời điểm chúng ta phải đầu hàng quá khứ để cho những cái điều thứ để cho đầu hàng đây, nó đúng là chúng ta phải chấp nhận cái quá khứ đó, là chúng ta đã có cái quá khứ đó, nhưng chúng ta đã vượt qua nó, chúng ta đã trải qua nó rồi và mình đã học được bài học từ nó rồi, giờ thì mình say bye về nó thôi. Thì chúng ta chấp nhận những cái quá khứ đó để cho phép những cái thứ nó tốt đẹp hơn á, những cái điều something new này, những điều mới mẻ tốt đẹp hơn nó có thể đến với cuộc sống của các bạn. Hãy buông bỏ và để cho mọi thứ nó được làm việc theo cách mà nó cần phải làm. Bên cạnh đó các bạn có lá impay này, nó cũng lại khuyên bạn một lần nữa rằng là hãy sử dụng cái nguồn năng lượng của bạn ấy, giống như là chuyển hướng cái nguồn năng lượng của bạn, thay vì vào những cái điều tiêu cực ấy thì hãy chuyển nó vào những cái cảm xúc, những cái điều gì đấy nó tích cực hơn đó, để các bạn có thể từ từ rising above, để các bạn có thể từ từ gọi là tung cánh bay và thoát khỏi được những cái suy nghĩ tiêu cực này.
Tức là chúng ta cũng không thể anti nó, chúng ta không thể nào mà ghét bỏ nó quá rồi là chúng ta căm ghét nó hay là gì đó cả. Hãy chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, nó giống như một cái bóng tối nào đó bên trong bạn. Thế nhưng mà các bạn chấp nhận là các bạn sống cùng với nó, các bạn không có chửi rủa nó, không có tự chửi mắng bản thân của mình vì mình đã từng sai trong quá khứ hay gì đó. Chấp nhận nó thôi, để yên nó đấy thôi. Đó, chúng ta đã học được bài học rồi, giờ là lúc để chúng ta suy nghĩ những cái điều tiêu cực hơn, tập trung vào những cái thứ nó đáng hơn cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta có you needn't worry. Thì mình thấy là có những bạn ở đây, có thể các bạn đang lo lắng một cái chuyện gì đấy, thì vũ trụ có nói với bạn rằng là bạn không cần phải lo lắng đâu, cứ yên tâm, mọi thứ nó sẽ đâu vào đó thôi. Mọi thứ mà các bạn đang chằn chọc, đang chăn trở, đang băn khoăn á, cứ yên tâm, mọi thứ nó sẽ tốt. Ví dụ như nếu mình cảm nhận được ở cái tụ bài số 3 này, có thể có một số bạn đang làm sai một cái gì đó, và các bạn đang rất là sợ cái việc là mình làm sai như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân của mình, hoặc là cái việc mà các bạn làm sai đó nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, thì mình có thể nói với các bạn rằng là các bạn cứ yên tâm, không cần phải lo lắng đâu. Khi mà bạn nhận được cái kết quả ấy, khi mà bạn nhận được cái cái kết quả cũng như là cái thứ mà các bạn đang lo lắng là các bạn làm sai á, đó, thì mọi thứ nó không nghiêm trọng như là bạn nghĩ đâu, cứ yên tâm về điều đấy nhá. Và mình thấy rằng là có thể bạn sẽ xuất hiện một cái nhân vật nào đó, đây có thể là một cái người nữ, người này thì tính cách của họ khá là mạnh mẽ, họ có thể là người nữ nha, tính cách của họ khá là mạnh mẽ, quyết liệt, và có thể người này sẽ giúp bạn, có thể bạn nghĩ là người này sẽ chửi bạn, người này sẽ mắng bạn, người này sẽ làm những cái hành động mạnh với các bạn. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bạn lại hoàn toàn có thể học hỏi được rất là nhiều từ cái người này, từ cái sự lý trí của cái người này, từ cái sự tỉnh táo của cái người này nha. Và mình thấy là bạn mạnh mẽ lên, không có gì mà phải sợ cả. Sao mà luống cuống thế, lúng túng thế, không biết là rơi vào cái chuyện gì đây. Vì là mình thấy là bạn tràn lên một cái nỗi sợ hãi, tràn lên cái sự lo lắng của các bạn, cái sự không chắc chắn của bạn. Trong khi mọi thứ nó cũng không đến nỗi tệ như thế đâu. Bạn đang bị overthinking đấy, bạn đang bị nghĩ nhiều quá đấy. Và từ cái việc của bạn nghĩ nhiều quá đó, bạn cứ tập trung vào những cái tiêu cực đó, có thể bạn khóc rất là nhiều, tháng này khóc rất là nhiều này, khóc nhiều này, hoặc là stress rất là nhiều. Cho nên là ở đây có rất là nhiều lá bài nói về việc đấy, chính là trấn an các bạn là không có gì phải lo lắng đâu, và bạn sẽ có thể thoát khỏi được những cái điều mà các bạn đang trăn trở ở thời điểm hiện tại đây nhá. Thì cái phước lành nhá, ngoài cái việc là bạn vượt qua được ở đây này, và với sự trợ giúp có thể là từ một cái người nữ nào đó ở đây này, thì có thể là trong giai đoạn tiếp theo này bạn sẽ nhận được một cái gì đấy rất là có giá trị. Có thể là một món quà hoặc một khoản tiền nào đó nha, sẽ được đem đến với cuộc sống của các bạn. Rồi, hãy nhớ đến cái điều này, đây sẽ là cái phần khá là nổi bật ở trong cái phước lành của các bạn đấy nhá. Trong cái trải bài này thì đây là cái phần khá là nổi bật đấy nha. Đó, tức là không những bạn không bị trừng phạt, không những bạn không có gây thiệt hại, mà thậm chí bạn sẽ lại còn được những thứ tốt nào đó nó đến với các bạn. Nhưng mà tất nhiên á, tại vì cái tình huống này này, nó không quá rõ cụ thể là cái vấn đề gì, nên mình không thể phán đoán cho các bạn cụ thể nó là cái gì hết. Rất là ít bài, không rút thêm tarot ở đây cả để làm rõ về cái chuyện này. Thế nhưng mà mỗi trường hợp nó sẽ khác nhau, nhưng mình thấy là bạn đang chìm đắm trong những cái suy nghĩ mang tính mình tự dọa mình. Bản thân mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi, nên mình rất là hiểu những gì mà đang diễn ra. Không phải mình bảo là bạn tích cực lên là bạn tích cực được đâu. Người ta trấn an bạn ấy, nhưng mà phải đúng người trấn an thì bạn mới bình tĩnh lại được. Còn những người nào đấy trấn an bạn, bạn không tin tưởng họ, bạn sẽ không thấy bình yên đâu, bạn sẽ không thấy bình an đâu, bạn sẽ không thấy tin tưởng đâu. Nhưng một ai đấy có uy tín, họ nói với bạn là không sao đâu, cứ yên tâm, về tao lo hết, ví dụ thế, thì bạn sẽ cảm thấy được an ủi ngay. Đó, chuyện ở đây á, cái người trấn an bạn đầu tiên là vũ trụ, cái thứ hai đây là một người phụ nữ này. Đó, cái thứ ba là các bạn cứ yên tâm, có món quà nào đó được đem đến với bạn, và có thể như mình nói rằng nó rất có giá trị nha. Rồi để xem nó là cái gì, nếu như có quay trở lại đây để báo tin cho mình biết nhá. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Bye.